Lấy vé trong buổi sáng ngày hôm nay là một chiếc xe rất là đẹp luôn, mang thương hiệu đến từ Mercedes. Mercedes E250 sản xuất năm 2011, một chủ từ mới năm và con này thì đăng ký lần đầu năm 2012 và đến bây giờ thì vẫn là nguyên chủ ấy thôi. Một chiếc xe được bác chủ bác ấy giữ gìn rất là đẹp luôn, xe cứng và cam kết không lỗi lầm. Một chiếc xe thuộc phân khúc E-Class đấy các bác nhá. Và chiếc xe này thì mang biển Quảng Ninh 14A03568, cũng là một cái biển số rất là VIP rồi. Xe vừa được về cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô trong buổi sáng. Thế nào bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì điện thoại ngay cho em Vũ Duy Ô Tô qua số 0869158926 ạ. Xe bao zin toàn tập, cam kết bác là không có đâm va tai nạn ngập nước này. Sơn zin của nó còn đến 90%. Và cam kết cho các bác là máy số thì còn zin, không có phạt nguội. Đấy. Con này thì là xe của bác chủ là cán bộ công an tỉnh. Thế này là các bác yên tâm là riêng về độ an toàn pháp lý thì không cần phải nghĩ luôn. Nhà bác ấy có cửa hàng đại lý hệ thống siêu thị gần như là lớn nhất tỉnh Quảng Ninh. Thế nên cứ bảo làm sao người ta giàu. Vâng, người ta làm ăn kinh tế còn giỏi hơn cả làm công an luôn đấy ạ. Một chiếc xe mang biển 14A03568. Đấy, CDE Class. Một chiếc xe được độ AMG, form mới cực kỳ đẹp luôn. Kiểu dáng thì trẻ trung năng động. Và cái dòng này thì nói các bác là chỉ dành cho những người am hiểu những chiếc xe sang thôi ạ. Con này thì trông thì tưởng là nó ăn xăng rơi vào tầm mười mấy lít cơ. Nhưng mà đây thì chiếc xe này chỉ sử dụng động cơ máy CGI 1.8 có turbo. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe chỉ rơi vào tầm khoảng 7 lít rưỡi, 8 lít trên 100 cây thôi. Hiện đại vô đối luôn. Xe thì nói rất nhiều cái công nghệ hiện đại tích hợp trên chiếc xe này. Các bác về là các bác chỉ có việc là hưởng thụ thôi ạ. Vâng, thực sự là hưởng thụ luôn. Ghế thì toàn sử dụng dòng da cao cấp rồi. Sơn zin của xe thì còn nguyên. Và xe thì nó là bản Blue Efficiency, cũng là một cái bản cao cấp của hãng nhá. Và các bác nhìn này, lốp dép la răng phay xịn sò luôn. Đấy, lốp Michelin la răng phay xịn sò. Đấy, xe cứng và cam kết các bác là không có lỗi lầm, không đâm va tai nạn ngập nước. Đăng kiểm mới đến tháng 2 năm 2024 luôn nhé các bác nhá. Vâng, dòng này thì bây giờ vẫn đăng kiểm là 1 năm, thoải mái cho các bác rồi. Xe cứng và đây, các bác nhìn này, cam 360 độ được tích hợp trên chiếc xe này. Đấy, mặt catalan xịn sò với nẹp 4 thanh kết hợp với thanh to ở trên nhá. Logo Mercedes và biển số thì sạch sẽ rõ ràng. Xe này thì cam kết cho các bác là không có đâm đụng tai nạn. Đấy, còn nguyên đầu luôn. Đầu còn nguyên, tất cả các cái con ốc dấu của nó còn nguyên bản nữa các bác nhá. Đấy, đèn này, sử dụng hệ thống đèn bi cầu projector có góc mở theo hướng lái, có nghĩa là lái sang trái nó sang trái mà lái sang phải nó sẽ chỉnh sang phải. Kết hợp với đèn pha ánh sáng tản, cái này là nó có là pha đa điểm nhé các bác nhá. Pha LED công nghệ mới đa điểm luôn. Đấy, toàn cái công nghệ hiện đại, siêu hiện đại trên chiếc xe này thôi. Camera này, cảm biến này. À, đây các bác nhìn này, 6 mắt cảm biến phía đằng trước đảm bảo cho các bác việc đi lại an toàn, vì đây cũng là một cái dòng xe kích thước của nó cũng tương đối khá là lớn, kích thước hơn 5m chiều dài. Và các bác nhìn ạ, đèn đây này, đấy, đèn LED đa điểm này, đấy, bi đa điểm nhá, có ánh sáng dịu và nó không gây chói mắt người đằng trước, rất là an toàn luôn. Màu đèn của xe thì căng đét luôn, và xe này thì ít đi đêm nên là các bác nhìn nó gần như là mới tinh luôn, không bị ố vàng nhá, không hề ố vàng. Và đây là cái rửa đèn pha tự động hoạt động hoàn toàn bình thường, tôn này. Đấy, tôn cabo gân thẳng căng rõ ràng và xe thì không có lỗi lầm gì cả. Đấy, các bác nhìn xe nó cứng đẹp như thế này, không mua thì mua cái gì. Đèn gầm phía dưới này, đấy các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ giải lép của xe đẹp căng luôn. Con này thì đảm bảo các bác là máy số zin này, xe zin này, cứng cáp luôn này. Đấy, la răng của xe là la răng 10 chấu, 5 chấu kép nha các bác nha. La răng 5 chấu kép, phanh đĩa 4 bánh. Đấy, lốp của chiếc xe thì sử dụng dòng lốp 245-45, la răng 17. Và phanh đĩa là phanh đĩa 4 bánh. Đấy, phanh đĩa thì con này đập vừa rồi sử dụng hơi nhiều. Đây là phanh đĩa nó như thế này đây. Nhưng mà đồng hồ là 11 vạn chuẩn không tua nhá. Các bác nào mà thích xem mà tua hay không tua thì các bác cứ qua trực tiếp bên nhà này em. Các bác xem xe trực tiếp luôn. Vâng. Cho các bác test thoải mái luôn. 11 vạn không tua. Kính xanh Coban. Đấy, 2011 này, còn zin nguyên này. Đấy, sơn zin này. Các bác nhìn này, sơn sườn này. Đấy, một con xe của bác chủ là cán bộ tỉnh, người ta đi cực kỳ ít. Nói chung là 11 vạn sau bao nhiêu năm như vậy thì cũng đúng là xe đi quá ít luôn. Camera góc lề. Đấy, xi nhan tích hợp này. Vâng. Và cái dòng này thì nói chung là nó sang rồi. Đấy, nẹp chrome này, trên dưới này. Và các bác nhìn nội thất bên trong xe đây. Vô lăng méo nhá, vô lăng méo thể thao, khâu da xịn sò, có tích hợp rất nhiều các chức năng. Đầu tiên là cần số tự động thì đặt trên đây. Đấy, cần số tự động dành cho những dòng Mercedes E, Mercedes S nhá. Gãy số vô lăng dành cho nút thể thao.
và các cái phím tùy chọn tích hợp ở trên này. Đấy, rất là xịn. Hỏi là cruise control đó ở đâu? Thì đây, cruise control đây này. Lim đây này. Đấy, đây là cruise control ga tự động nhá. Còn đèn pha, rửa kính các thứ thì ở ngay bên này. Đấy, rất là đơn giản. Xe thì nói chung là khá là chất, cứng cáp luôn. Về là các bác không phải đi gì cả. Đèn chỉnh auto, đấy, đầy đủ các chức năng. Dòng xe cao cấp. Ghế chỉnh điện nhớ 3 vị trí nhá. Hoạt động hoàn toàn bình thường. À, chỉnh nào lùi này. Tiến này. Ngửa này. Còn cái gì nữa không nhỉ? Ôi, nói chung là các bác là không phải nghĩ ngợi gì rồi. Đấy, 3 vị trí nhớ này. Phần vân gỗ ốp của xe thì sử dụng vân gỗ sồi Canada. Ấy, dòng vân gỗ. Nói đùa các bác, chứ gỗ này thì em không nắm rõ về chi tiết gỗ lắm đâu. Nhưng mà gỗ này khá là ok và cao cấp các bác nhá. Đấy, còn phần kính đây. Lên xuống thì hoạt động hoàn toàn bình thường, một chạm luôn, auto luôn. Và cái dòng này thì nó sử dụng kính dày có phim cách nhiệt nhá. Đấy, các bác nhìn này. Tappy xịn sò. Đấy, tappy xịn sò keo chỉ này. Bao zin đẹp cho các bác à. Chỉ keo bao zin đẹp luôn. Đấy, xe rất là ngon, cứng cáp nhá. Nội thất ghế da. Da này là da nhập khẩu cao cấp luôn. Đấy, da đẹp căng luôn này. Các bác nhìn đây. Nội thất da căng đét luôn này, không hề lỗi lầm. Sờ rất là mịn màng luôn, da chắc chắn luôn. Đấy, và sàn nỉ của nó này. Đấy, các bác nhìn này, sàn nỉ còn đẹp như này mà. Vâng, đây là một chiếc xe một chủ từ mới, người ta đi rất là giữ gìn, không qua gara, không qua thợ, mua trực tiếp luôn nhá. Con này thì được bác ấy yêu, bác ấy cho mua trực tiếp luôn. Phải nói là một con xe đẹp, công nhận là con này nét thật. Ốc chưa ra một tí nào luôn này, các bác nhìn này, ốc chưa hề ra một tí nào luôn. Vâng, xe cứng thế này mà chỉ dành cho những người đam mê thôi. Vâng, các bác nào mà đam mê con này mà mua không mua mà cứ ngồi phân vân vì giá tiền, vì chất xe thì em nói thật các bác không bao giờ với được. Người đẹp thì mình phải bỏ nhiều tiền ra mua, chứ người đẹp mà đi bỏ ít tiền mới kỳ kèo kẹt sỉ thì không ai yêu mình đâu. Các bác nên nhớ một câu đấy nhá. Vâng, cái đấy thì ai cũng biết rồi, mà đặc biệt là những người mà đã đi mẹc thì càng hiểu hơn. Đấy, các bác nhìn này, đấy cửa nhá. À mà con này là còn có chị sao đâu, cái rèm trên thôi à. Nó còn một bộ rèm nữa cơ, nhưng bộ rèm này chắc là bác ấy để tụt xuống dưới rồi. Đây, cái rèm ở cánh này này, đây này, đây này, dưới rèm nào, xem nào. À, vẫn còn nguyên. Còn nguyên nhưng mà hình như nó bị chui sâu xuống dưới. Cái này tí em đã kiểm tra và chỉnh sửa thôi. Nội thất hàng ghế đằng sau này, các bác nhìn này, căng đét luôn này. Đấy, hàng ghế đằng sau đây. Da căng đét, da này toàn bộ là da nhập nhá. Con này thì có đến 10 túi khí rồi các bác ạ. Vâng, cả hàng ghế sau cũng có túi khí. Đây này, toàn bộ chỗ này là túi khí này. Đấy, ghế trước cũng túi khí này. Sườn có túi khí dọc cột này, ABC đầy đủ nhá. Và trước mặt đều có túi khí. Vâng, đến 10 cái túi khí an toàn trên chiếc xe này luôn. Một chiếc xe vừa hiện đại, vừa an toàn, vừa đẳng cấp mà giá thì thơm như muối mít. Đấy, chà, đây các bác nghe này. Đấy, nó còn cái gì đây? Úi trời, em nhầm. Đây là sổ đảng viên các bác. Vâng, sổ đảng viên. Bác ấy vẫn còn để trên đây. Đấy. Đấy, cửa gió điều hòa, tí nữa thì em sẽ giả lại cái đấy. Nói chung là mình mua về hôm qua mua nhanh quá, em còn vui quá đến mức quên cả là lấy chìa khóa sơ cua thứ hai. Đấy. À, các bác nhìn lốp này, lốp nó còn căng đét, lốp 2021 nhá. Mà riêng cái dòng này lốp Michelin là Michelin luôn chứ không phải Michelin Trung Quốc đâu. Thế nên là cái độ đi thì cực kỳ làm mà êm luôn, cua lốp chống ồn luôn này. Đấy, cua lốp chống ồn nhá. Kính zin này. Đấy, và phần hậu sau các bác nhìn hộ em ạ, toàn bộ phần đèn của xe là mới như từ gọi là xe mới mua luôn ạ. Vẫn còn đẹp căng, không hề bị ố vàng, không hề bị mốc, không hề bị vỡ này. Đấy, còn đẹp căng luôn nhá. Đèn đóm đẹp căng luôn này. Đấy, và đằng sau hậu đây. Đấy, đằng sau hậu này, các bác nhìn này. Đấy, hậu sau này, mắt cảm biến lùi phía đằng sau đây. Và cốp mở đây. Úi giời, con này mở rất nhẹ nhàng, chỉ cốp zin nhá. Chỉ cốp zin sơn nguyên này. Đấy, sơn nguyên này. Các bác nhìn nội em ạ. Đấy, toàn bộ đồ của nó là đồ zin đét luôn này. Nguyên bản luôn, chưa có độ gì cả. Một con xe cực kỳ đẹp luôn, phải nói là đam mê luôn đấy ạ. Đấy, lót sườn thì các bác ấy đã mua thêm một cái thảm này cho nó đỡ bẩn rồi. Còn đâu là lốp sơ cua đồ nghề thì đây. Nào, ui giời. Đấy, nó lại còn ở cái lớp dưới này cơ. Cái dòng mẹc nó khá là hiện đại. Vâng. Các bác về là các bác yên tâm là chỉ có việc đi thôi. Đấy, lốp sơ cua đồ nghề đầy đủ nhá, không lại bảo là thiếu. Nói chung là mua của chính chủ nó vẫn sướng các bác ạ. Sướng vì sao? Sướng vì người ta có sao người ta để vậy, mình nhìn nó cũng thích các bác. Đấy, cam lùi đằng sau đầy đủ luôn nhá. Xe này thì cam máy kết các bác rồi, không đâm va tai nạn ngập nước rồi. Xe cứng đét đẹp, đẹp rồi. Đấy, giá tiền thì quá thơm như muối mít luôn. Các bác bỏ ra một cái số tiền ít nhưng mà các bác lại có ngay được một con xe ngon lành cành đào. Sơn này.
Đấy, sơn này, đấy, keo chỉ này. Cái vừa nãy em bảo với các bác ấy, đây chính là cái này này. Đấy, các bác thấy chưa? Chính là cái rèm che nắng này. Đấy, rèm che nắng nhá. Thì cái này là ở bên kia là nó tụt xuống dưới, thì cái đấy tí nữa em sẽ kiểm tra và em sẽ lại thể kéo nó lên. Chắc là nó để như này nó tụt thẳng xuống dưới rồi. Đấy, không vấn đề gì. Cái đấy đơn giản. Chủ yếu là các chức năng của xe thì không phải nghĩ nhá. Con này thì nói thật các bác là đúng là chỉ bàn về giá thôi, chứ còn chất thì không cần phải bàn. Nhưng mà nói ra các bác mà đi bàn về giá em này thì hơi phí, vì là đây là một chiếc xe mà em mua cũng giá tiền cao, không phải là thấp. Nhưng mà mình mua những chiếc xe ngon, xe lướt thì cứ chơi em này là ok các bác ạ. Về bán cho các bác là yên tâm luôn. Này, ghế chỉnh điện nhớ ba vị trí, ngay cả bên phụ cũng có nhá. Đầy đủ, không thiếu một cái gì. Đấy, bên này này, ốc này, chưa ra một tí nào luôn này. Chưa ra một con ốc cánh nào luôn. Đấy các bác nhìn nhá. Vâng, xe rất là ngon và được bảo dưỡng định kỳ tại Mercedes nhá. Vâng, nói chung là xe của những người người ta có tiền thì không bao giờ phải nghĩ đến cái chuyện bảo dưỡng định kỳ ở đâu cả. Người ta sẽ mang hẳn vào hãng, nhưng người ta sẽ không mang vào gara không uy tín. Đấy, thế này là về chất xe thì các bác có thể là test qua hãng thoải mái. Có nhiều bác am hiểu đến mức độ mà các bác ấy còn biết là xe này bảo dưỡng ở đâu, bao nhiêu lần rồi gì cơ. Đấy, đây này, cái gì đây, đấy, đấy. Và bên này cũng thế này, đấy các bác nhìn nhá. Đấy, toàn bộ chất xe thì nói chung là bên em sẽ đảm bảo cam kết cho các bác thôi. Nên là các bác yên tâm, về là các bác cứ đi đi thôi. Chỉ việc đạp ga nhấc máy nên là chạy. Úi giời, đè cái nào. Em này thì nó êm cực kỳ luôn các bạn, cực kỳ êm luôn nhá. Cam 360 độ thể thao. Này, số gẩy vô lăng đầy đủ, tích hợp nhẹ nhàng. Đấy, dòng này thì nói chung là về là các bác yên tâm là chỉ việc đi thôi. Vô lăng lái nhẹ nhàng. Đấy, méo này. Vô lăng méo lái nhẹ nhàng này, chỉnh điện này. Đấy, vô lăng chỉnh điện lên xuống này. Đấy, các bác thấy chưa? Lên xuống này, nâng hạ này, bằng điện hết nhá. Hàng xe cao cấp nhìn nó khác lắm, nó không như là những cái hàng xe da cỏ giá bình dân đâu. Mở cabo ấy ơi. Đấy, mở cabo ngay bằng cốp này. Đóng này. Đây, nó còn cảnh báo là cabo đang mở này. Đấy, hàng rất là xịn, nó phải thế. Nói chung là con này thì hiện đại vô đối rồi. Các bác về là chỉ việc đi thôi. Em nói là thật, không phải làm một cái gì luôn. Bảo dưỡng hãng các thứ đầy đủ luôn. Đấy, động cơ máy CGI máy mới 1.8 nhá. Máy ngon lành bổ rẻ chất thì ôi rồi. Đấy, turbo khô sạch không lỗi lầm. Máy thì êm tin thít luôn. Về là các bác chỉ có việc đi và chạy thôi, không phải làm một cái gì. Đấy, xe này thì em đảm bảo cam kết về chất cho các bác nhá. Các bác yên tâm. Đấy, hơi thừa. Đây, cho các bác xem hơi thừa này. Không có tí hơi thừa, hơi khói nào luôn. Đấy, máy rất là ngon. Đấy, một chiếc xe Mercedes máy CGI 4 máy nhá, chạy rất là phê. Máy ngon gầm chắc này, các bác nhìn này, ốc nó zin từng con luôn này. Và ngay cái phần đầu ấy, em hỏi thật các bác á, đã bao giờ bác nhìn thấy ốc đầu mà nó còn giấu như này chưa? Ốc đầu xe mà còn giấu nguyên như này nhá. À, còn nguyên bản đấy ạ. Đấy, ốc cabo này. Ốc cabo đây. Đấy, keo chỉ này. Cái chỗ bẩn bẩn hôm qua là em lấy cái ấy, em cái rẻ em lau để em xem có phải là đúng là zin không, nhưng đúng là zin thật các bác. Ô tiền sử đó, xe nhà người ta ngon nó vậy đấy. Đấy, đẹp như thế này mà không mua thì mua cái gì bây giờ. Xe đẹp nhá, và cam kết là không có lỗi lầm. Này, ốc giấu còn nguyên, chưa thèm tháo một tí nào này. Đấy, chưa hề tháo một tí nào luôn nhá. Thôi nói vậy thôi. Xe ngon này mà còn phân vân nữa thì hơi phí luôn đấy. Vâng, và bác nào mà yêu thì alo ngay nhá. Bác nào mà yêu thì alo ngay. Đấy, các bác nhìn gầm này. Gầm nó căng đét đèn đẹp luôn này. Đấy, xe một chủ mà độ nét thì khỏi bàn. Và bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì điện thoại ngay cho em với cái giá thơm như muối mít luôn nhá. Vâng, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Con này thì nói chung là về chất thì khỏi bàn rồi. Đi cực kỳ sướng luôn. Mình lái cái cho nó sướng. Úi giời, vô lăng lái liếc nhẹ nhàng vãi. Phanh tay, thảo nào không thấy đâu mà đi đâu. Úi giời, dòng này thì nói chung là phê rồi các bác, đi nó sướng hẳn rồi. Ok, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Fuji Auto chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. À, cam 360 độ góc rộng như này, chả thiếu cái gì các bác, đúng là hàng xịn nó khác. Fuji Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.